Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Buôn Ma Thuột vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Hồ Quang Vũ ở số nhà 08, sạc 15, sạc 23, đường 30 tháng 4, phường Thành Nhất và Trương Thanh Lâm ở số nhà 55, Nguyễn Cư Trinh, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại thời điểm khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ, lực lượng công an đã thu giữ 71 gói giấy và 8 gói ni lông, bên trong có chứa 128,1 gram ma túy các loại. Hồ Quang Vũ khai nhận mình là đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma thuộc xử 13 năm tù giam vì tội tàn trữ trái phép chất ma túy, nhưng đang trong thời gian tạm đình chỉ thi hành án. Trong thời gian này, Vũ vẫn thường xuyên bán trái phép chất ma túy tại khu vực tổ dân phố 2, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột và tại nhà của Vũ cho các con nghiện. Tại thời điểm khám xét nơi ở của Vũ, lực lượng chức năng phát hiện thêm đối tượng Trương Thanh Lâm. Qua xác minh, xác định Lâm là người cùng thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy với Vũ, nơi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Quang Vũ và Trương Thanh Lâm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 251 Bộ luật hình sự.